hơn một chút xíu, quay ra phục vụ quý vị sau. Và sau đây em xin giới thiệu với quý vị một giọng hát mới, không làm quý vị mất cảm hứng đâu, bốc lắm. Hot girl 18 tuổi, chân dài tư nách, cái giò không mét 6 được không? Đứng hết nguyên người mét 7. Dạ, được cái là thích chọn đồ nhu, không có thích đồ màu mè. Dễ thương, mặt đẹp tự nhiên, không chỉnh sửa. Được cái làm lần đầu tiên cúp điện, bác sĩ đẩy về luôn, không cho làm nữa. Giữ mặt nguyên tới giờ. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Hot Girl Hồng Nga. Đồ nhu lắm, cái màu không có chói nhiều hết á. Em cảm anh ơn anh nhiều. Ủa sao nghe? Dạ, Hồng Nga xin được kính chào quý vị khán giả có mặt trong khán phòng ngày hôm nay, là chào trân trọng nhất của Hồng Nga. Trời ơi, cái thằng này nó ca vậy rồi mới giới thiệu cho tôi ca, làm sao tôi ca nổi. Trời đất ơi, quý vị ủng hộ cho tôi chứ không mấy tôi xuống tinh thần dữ lắm. Bởi vì á, kính thưa quý vị, bây giờ đó là tôi là kể như lê lai cứu chúa, để nó vô nó thay đồ nó ra, chứ nó không phải tốt lành gì đâu. Cho nên nó đẩy tôi ra vậy đó. Thì thôi, bây giờ đã ra thì phải ca, ca một khúc thôi, một khúc gọi là một khúc tâm tình người Hà Tĩnh thôi. Rồi nó sẽ ra tới rồi nó dành nữa nè. Và kính thưa quý vị, và bây giờ thì Hồng Nga sẽ trình bày một nhạc phẩm vui nhộn. Nãy giờ nó ca trầm quá, bây giờ mình cho nhộn lên đi ha. Đó là bài Nếu Có Yêu Tôi. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Cái gì ạ? Vị mẹ. Đâu rồi trời? Nga, cái gì? Nga lá. Ê. Sao kêu? Ê, chị đừng có mất lịch sự Nga, tại sao kêu tôi Nga lá? Trời ơi đó, hai đứa tụi mình bắn cá cái chân của Nga lá xong à. Trời ơi.
con mẹ nữa đâu mà biết tôi bị rác vậy trời. Bà à, quên tôi rồi hả? Bà Lai. Ú ồ. Ú ồ, hai đứa mình bắn cá với thằng Thơ đó. À, nhớ rồi. Ú ồ. Mà ở đâu? Trời ơi, Nga mau quên quá với thằng Thơ đó. À, giờ thôi tôi nhớ rồi. Thì phải nói là bà hồi xưa bà ở với chắc là đau với tôi. À, rồi sau này bà mới là... Trời ơi, tôi... Nga ơi, tôi đi qua đây. Tự nhiên tôi thấy Nga tôi mừng quá. Ừ. Tôi đi có đồng bọn tôi nữa. Có đồng bọn nữa? À, có. Cha Bảy, cha Bảy. Ủa, chồng bà hả? Bà, cha Bảy hồi đó mình tam ca ban cho. À, con cha Bảy đâu hả? Đâu rồi? Ê, cha Bảy ơi. Cha Bảy. Mắc mặt quần hay làm gì á? Đừng nói bậy. Ủa, cha làm gì? Làm gì mà lâu quá vậy? Cha Bảy ơi. Mới lên qua bên Mỹ coi bộ sắc sảo dữ à nghe. Ê, coi chừng sao, ê, sao ra Nga đẹp quá vậy Nga? Tự nhiên à. Ủa vậy hả? Qua à, đây. Hãy mà qua Mỹ là đi cái gì mà chậm còn chết à. Bà đừng có nói nghe, bà bỏ rơi tôi. Ta nói hai đứa qua Mỹ, ta nói là đi từ từ thôi, đừng có lạc. Tôi vừa vô cái thằng Tây nó chặn tôi lại, nó hỏi hey, ai đi? Thì tôi nói dạ em đi. Nó no, ai đi? Thì nó là tụi tôi đi. Mặt cùng nó đó. Nó nói là ai đi? Cái tôi nói là nè tao đi ông cố nội mày đi nè. Tôi điên dần lên bà hiểu không? Rồi cái thằng người Việt nó tự nhiên đâu nó lỡ nó dịch giùm tôi, nó nói cái ai đi là cái căn cước. Trời đất ơi, tôi đâu có biết. Đi cứ đi ngoài sao mày? Nga kìa. Ai? Con Nga. Trời. Nga, bạn mình đó. Trời ơi. Gì ủa ai vậy? À, ai? Nga bắn cá. Ở đâu hả? À? Ở đâu qua hả? À? Ủa? Ở đất nào chui lên vậy trời? À bà Nga hồi trước mà đi hát chung với tụi mình bắn cá ngoài ta. Đừng có kêu người ta Nga lát nữa nghe chưa? Người ta qua Mỹ rồi nói bậy bạ, Nga giận không có vui, thấy không? Trời ơi, Nga lăng beng. Dạo này bà còn ghẻ không? Lăng beng đâu? Cái gì? Muốn coi không tôi gỡ cho coi. Xin lỗi Nga, xin lỗi. Vô duyên gặp nhau cái gì nói cái chuyện gì đâu không à. Lăng beng với lát đâu ra. Có sao đâu trời, đứa nào bị cái gì nói cái đó tôi hô nách tôi đâu có khoe bà đâu. Trời đất ơi. Tôi nói thiệt nha, cái thằng cha này nha. Thôi. Sao tôi ra qua tới đây mà tôi còn sợ tôi trốn chả mà nó. Xin lỗi. Thôi, bà xin đẹp lỗi, quá, xin lỗi. Bà đẹp quá. Nga đẹp quá. Đẹp tới sông đẹp. Nga ơi, bây giờ Nga giàu quá hả Nga? Cũng đủ xài thôi. Vậy hả? Ờ. Bây giờ Nga qua đây rồi. Ủa đủ xài rồi Nga ở đâu vậy? Tôi ở trên núi á. Chết cha, qua đây mượn nợ quá lên núi ở hả? Không có đâu, lên núi là bà tu ở trên đó. Bậy à. Núi á, ở Việt Nam á, hãy lên núi á là tất nhiên là đi tu à. Chứ còn ở đây mà lên núi là phải giàu cỡ chừng 10 triệu đô la nó mới lên trên đó. Trời ơi vậy hả? Đúng trời rồi, ơi. Ở bên đây giàu người ta lên núi đó, còn nghèo mới lặn xuống biển. Ờ à, đúng rồi đó, ông nói đúng đó, cái đó đúng đó. Để tôi nói à, bà nghe nha. Dạ. Tôi ở trên đó đó trời đất ơi, nó mát vô cùng vậy đó. Bây giờ rồi Nga lên núi Nga đi bằng gì mà Nga à, lên núi? Con rể tôi. Giàu, giàu là con rể cho mình cũng già rồi, đâu có làm gì ra tiền. Rồi nó có rể bà làm gì mà giàu? Nó có sòng bài. À cái sòng bài là cái sòng bài cái tiếng Tây nó gọi là cái domino đó. Họ biết thì nói biết giữa cậu nghe đi. À, cái gì? Người ta là casino. Casino. À, Nga ơi, cái casino của con bà nó có đánh bài tứ sắc không? Trời. Không có. Đây bên, nói bà nghe. Đây. Bánh bèo hư thúi đi ra đây. Nói tầm bậy tầm bạ, tôi dạy cho qua bên này nấu bậy, người ta nấu mình nhà quê. Casino của Tây người ta sang trọng, ai quýnh bà tứ sắc. Chứ đánh gì? Tứ sắc là bà với ông mẹ này đánh hồi xưa với quê thôi. Còn qua bên casino người ta sang, hiểu không? Người ta lắc cầu cua không má ơi. Xạo xạo không mà, ông có biết thì nói, không biết thì thôi. Nói cái gì mà ngoài chủ đề không mà. Chả nói bậy bạ. Casino mà làm gì có lắc bầu cua trọng. Lắc ông vô ông lắc đi. Ai biết đâu, đừng có gây nữa. Giận quá mà. Thôi, bây giờ trọng quan trọng là cái nhà trên núi á, cao như vậy đi bằng cái gì nè? Đi xe hơi. Xe gì? Xe Rolls Royce. Nghe hiểu gì đọc mỗi lưỡi vậy má? Thì đó. Nhà nuốt luôn cái cuốn gà rồi má ơi. Rồi bây giờ nếu mà Nga đi lên cảnh này vòng vòng về Nga có bị. Trời ơi, tao nói tôi đi là một lần đầu đó là tôi chóng mặt, tôi ói biết bao nhiêu nói. Trời mà. Cái con nó nói
má Mi và má Mi đừng đi xe nữa. Bây giờ để ngày mai á, má Mi muốn đi xuống dưới đó, con đem chuồn chuồn lại con rước má Mi. Con chuồn chuồn là con nào? Sao cái gì, cái con chuồn chuồn có chút ép bà ngồi lên nó chết rồi là đi đâu nữa? Không phải, chuồn chuồn có nghĩa là máy bay chuồn chuồn. À, máy bay thì nói rõ là máy bay, tự nhiên nó con chuồn chuồn, tôi tưởng chuồn chuồn bạn con cao cao, trời ơi trời. Ơi là trời ổng ơi. Sao rồi sao? Trời ơi, Nga ơi, có khi nào Nga nói với con Nga chở tôi với ông Bảy đi lên chuồn chuồn cái chắc bữa chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Ừ. Bà đã qua tới đây, tụi mình dù sao đi nữa cũng có một thời đi hát chung. Đúng rồi, thì đúng tất rồi. Nhiên là bây giờ qua bên đây cái gì tôi nâng đỡ được là tôi nâng đỡ. Đúng rồi. Bây giờ vậy nè, tôi kêu nó ngày mai. Ừ. Lấy cái con chuồn chuồn vô. Ừ. Đó, để đây cái chú, bà chỉ cần leo lên nó thiệt cho bà, cất cánh lên nha, bà đĩa xuống một cái đó thấy toàn nước Mỹ luôn, tôi nói thiệt hay với quá, bà hay quá. Ê, rồi lên trên có cửa rồi tôi sợ đó. Lên trên cao quá tôi bị té, tôi chóng mặt đó. Không. Cái ta lỡ bà chạy ra tới giữa Thái Bình Dương bà thả bụm bụm tôi với bà này xuống chết á. Không có, mà tôi gớt xuống dưới biển á là không sao đâu, nhưng bà này gớt xuống biển tôi sợ nước nó tràn lên cá chết hết. Bà nói xấu tôi coi ông Bảy à. Ông này thiệt, ông sao mà ông kỳ. Bà phải giữ đó. Tôi lại, tôi sợ rớt xuống máy bay lắm. Không có, để nói nghe, ta lên trên đó ta có cái công kiểm hết trơn, chứ đâu có ai mà để cho ông ngồi không. Sao? Ví dụ như bây giờ lên tới đó, cái bắt đầu ta xích bèo. Xích bèo, xích bèo lại gì? Xích bèo lên, lúc bà lên thì ta có còn sợi dây đây không? Ông Bảy, cái bà đi lên đi ngồi máy bay rồi qua đây không biết xích bèo là gì. Xích bèo là lên máy bay rồi cái độ ta buộc háng bà lợi. À cái gì? Buộc cái bụng bà lợi này má ơi. Tôi thấy buộc bụng tôi đâu? Đi buộc đâu? Buộc trên vú ở chết cha. Cái gì? Không phải. Cái gì? Đây. Sao? Đây tôi giải thích cho có một cái hiện tượng khoa học mới có chứ mày không. Người ta bình thường cái xích bèo người ta buộc eo đây là đúng rồi, má này lùng quá tuột xuống dưới này để buộc đây là đúng rồi. Đúng chưa? Trời ơi, tôi về tôi thấy bầm nát chỗ này hết trơn à. Vậy tại sao? Tại ngựa ngựa, tại ngựa ngựa. Ngồi nó em sợ té buộc cho chặt xiết lại, hỏi sao không bầm. Trời ơi, như vậy là bị bầm vú rồi hả? Trời ơi, thấy ghê quá. Đừng nói bậy bạ. Ủa? Thấy ghê quá. Không phải. Thì bây giờ, trời bây giờ cái vú này nói cái vú cho nó vậy? Trời ơi. Kỳ ghê. Đừng có nói nữa, bây giờ tôi nói buộc cái này rồi cái gì nữa. Rồi, đó, sau đó cái mới là phải cột cái chân bà lại. Cột chân chết cha. Cột cái chân. Cái gì sao đi mấy ba nhờ ở tù vậy trời? Không phải. Để tôi nói ông nghe, bị cái cửa sổ nó bự lắm. Bởi vì ông mới khò cái đầu ra ông dòm được rồi. Mà nếu mà không cột ông có rộng bay ra ngoài luôn sao? Hiểu. Đúng rồi đó. Thành ra phải cột cái chân à. Sau đó cái cột cái cổ ông lại. Không nghĩ luôn đi. Đi máy bay hồi nguyên sinh luôn má ơi. Không có. Máy bay mà làm như đi tù chứ nó buộc ba vòng luôn hả? Không phải. Có nghĩa là cột mà nó cho nó lỏng vậy nè. Rồi ông mới qua lại chứ cột xiết sao ông kết sao? Đúng rồi, rồi. Đó. Thôi dẹp vậy nó quang bên đó mày. Bây giờ quan trọng là tôi qua đây tôi hỏi bà. Tôi nhớ bà quá. Bà có cái tên nào tên quốc tế Mỹ không? Tên Mỹ không? Qua Mỹ thì phải đặt tên Mỹ. Không, bước qua Mỹ mà lấy quốc tịch là phải đổi tên. Tên gì vậy Nga? Tên của tôi dễ kêu lắm. Vậy hả? Thí dụ như bây giờ qua đây tôi là tôi đổi tên là Nina chắc là đâu. Ủa, sao cái tên cũng còn phèn lắm Nga ơi. Hả? Cái tên... phải. Tại vì cái tên nó rất thuận lợi với tôi là vì sao? Nina là cái tên Mỹ, nhưng chắc cà đau là quê hương của tôi, sanh má tôi sanh ở đó, tôi muốn nhớ cái đó để tôi làm kỷ niệm cuộc đời tôi, cho nên là đi đâu cứ Nina chắc cà đau. Nhưng Nga không nên nói như vậy, Nga không nên nói như vậy. Mà nói sao? Mình là qua đây thì mình phải phát âm cho nó quốc tế chút xíu. Nói sao? Thí dụ cũng cái tên như vậy mình phát âm cho nó Mỹ chút xíu đi. Thí dụ gọi là Nina chắc cà đau. Nghe không? Mình hạ lưỡi xuống xíu, chắc cà đau. Là nó ra thôi đi bà nội. Ôi thôi đi ông nội. Trời đất ơi bà. Tự nhiên khi không cái nì nà cái lè đâu. Không có ai mà nói chuyện mà le lưỡi liếm như bà hả bà? Ông nói ra lè lưỡi. Trời ơi, mình quá đó. Bây giờ tôi nói Nga nghe nè. Tôi á là tôi thích có một cái tên Mỹ nếu tôi sống ở đây. Nga làm ơn Nga đặt cho tôi. Vậy là bây giờ là con nó lãnh bà qua thì chắc chắn sống muộn vì bà cũng ở đây thôi. Bây giờ tôi nói nghe nha. Tôi mập quá. Bây giờ tôi đặt cho bà một cái tên để coi ú ù nghe. Ở quê tên ú ù. Ú ù nữa, không có kêu ú ù nữa. Kêu gì? Bây giờ tôi kêu bà cái tên mà nó lả lướt dữ lắm. Thí dụ như chẳng hạn bây giờ bà mập phải không? Tôi nói cho nó ốm lại đi. Ốm lại chút xíu có nghĩa là nú nù nắc cũng... nào. Ê, sao có chữ nắc trong kỳ quá à? Không. Cái tên nghe cái hình ảnh nó khiếm nhã dễ sợ luôn thiệt. Sao khiếm nhã? Cái gì mà có nát nát cái trống nghe nó kỳ đó quá. Bây giờ đổi cái khác đi, cái sao nó. Rồi thì đổi cho có sao đâu. Cái tên nó tục kiểu rồi tục phải không? Rồi bây giờ nú nù nao nát.
đường nào bà cũng nát hết bà nội ơi. Thôi bà hả? Đường nào bà cũng nát hết á. Thôi bỏ đi. Thôi đừng mà nói. Nhưng mà tôi nói cho hai ông bà nghe như vậy. Tưởng à? Tên gì đẹp, tên ú ù của qua bên này đậu nú nù. Nhưng mà không phải, đừng có nghĩ người ta nói luôn một dần không sao, mà tại vì anh dịch ra nó mới dơ dáy. Nghe chưa? Người ta thí dụ như nú nù nắc não. Có sao đâu. Bây giờ thôi. Bây giờ tên cha bảy đi. Tôi đi cho tôi một cái. Cho bài, tên cha bảy đi. Tại vì tôi cũng muốn có một cái tên để tôi bỏ Facebook. Tên gì? Tôi là Bãi Ròm. Bãi Ròm, Bãi. Seven. Bãi là Seven. Seven. Ừ. Seven Ròm. Là à, sao má? Là gì? Xưa giờ tôi nghe có Seven Up không? Seven Ròm là gì? Hả? Seven Ròm là cái phòng. Chết cha. Cái phòng toilet. Phòng số 7, bà nghe nó phòng số 7. Mỹ Đen nó ập vô 4 đứa một lần. Chắc tôi chết quá má ơi. Trời ơi là trời. Bây giờ cái gì cũng không chịu hết rồi sao đó cha. Để cho ra sao sao bây giờ tôi hỏi cái này. Bỏ vụ tên qua đi. Nga ơi, ở bên Mỹ này người ta có muốn mình ca giọng cổ không? Hồi xưa tụi mình đi hát hay lắm á. Trời ơi, tôi nói thiệt cái gà qua đây sống nhờ giọng cổ đó bà. Không? Trời đất ơi, tôi thiệt cái bà đó nghe, chỉ cần bước ra quất một câu một thôi lấy tiền liền. Bà còn ca được không? Nào quất sao đâu. Chẳng hạn như là thuyền đã ra khơi một chân trời vừa khép lại, như đôi cửa mắt của một nàng con gái dầm thương đau nhẹ nhẹ trải qua cầu. Thấy chưa? Hay quá. Đáp lại tiền không? Hay đáp quá. Đáp lại. Đáp lại. Bảy đáp chứ. Bảy phải đáp chứ. Bảy bảy biết mà. Bảy đâu có thua nú nù na na được. Bảy biết chứ. Thì làm đi. Thì đấy bảy làm đây. Bảy. Bảy lấy hơi chứ. Lấy hơi nhỏng có đít qua. Mày lấy từ đây nó lấy lên. Cái thanh nhạc dạy như vậy. Hai. Ca đi. Ca bằng giọng thanh sang cho bà nghe. Trời thanh sang hả? Dữ à nghe. Ghê chiêu Cà Mau đã cắm sầu trên bờ kênh Ngà. Bảy cô gái năm xưa sao không thấy ra chào. Cái gì vậy cha? Trời đất ơi, ai của người ta quá. Cái câu văn mà ông trẻ ra làm đâu vậy, làm sao ai nghe? Của người ta là ghê chiêu Cà Mau đã cắm sầu trên bờ kinh ngã bay, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Tự nhiên vậy à? Nga, không biết cái gì nha. Bà đủ hơi thì bà ra tới ngã bãi. Hơi tôi cục tôi ra tới ngã bùng binh tôi dừng lại được không? Rồi bảy con phóng là đoán lúc phải hoài hơn không? Có bảy cô đoán phải ngon hơn một cô đoán không? Thôi. Khác đi. Thôi. Giờ ca đàng hoàng lại nè. Ca coi. Tôi phải dập bà chứ tôi đâu để bà lộng được. Đó. Bà lộng hành quá. Dập đi. Lấy hơi. Nhổng cái đít ra. Ca mà cái tướng bà làm tôi xấu quá. Không có được. Ca đi. Trên bước phiêu linh sau tranh khỏi cảnh nhục dinh cũng nhiều khi gượng cười trong nước mắt. Hay quá. Nhưng những khi nghe tiếng đàn trỗi lên reo rắc tôi bỗng nghe trong tim bâng khuâng mấy tiếng tơ đồng. Thôi thỏa thuộc rồi má ơi. Đủ rồi. Mà tôi nhớ cái thời mà tôi mình hát cái nhóm nhạc Ba Con Chó đó nha. Cái thời mà tôi mình hát Đám Ma đó. Nga nhớ không? Hồi xưa hát. Đi hát hậu chợ, cái hát vợ khán giả liền dài lên. Còn hát Đám Ma tôi nói khán giả nằm im xe. Đó đúng rồi. Ai nằm yên chỗ đó không ai nói rằng quả mai có khói bốc lên thôi đó. Để nói nghe nè. Bây giờ để mình nhớ lại. Nhớ lại. Tôi ca rồi hai người phụ họa ha. Hát bài à. Nhớ bài nha. Hát bài nha. Mỗi năm đến hè lòng man mát buồn. Wow. 90 ngày qua. Trời ơi. Cái gì vậy? Mẹ lãng, tự nhiên cười. Thôi bây giờ còn bà làm ba chó xấu lắm. Bây giờ tôi nói bà nghe. Bà nghe, ủa bà Nina. Đi qua đây tụi tôi cũng kiếm ăn. Bà nâng đỡ cho hai đứa tụi tôi sống một tháng hai tháng gì cũng được. Bà ca cái gì mà ngoại quốc đi. Ê, tụi tôi theo. Bà chơi nhạc Mỹ đi. Cái khả năng của hai người không thể theo kịp tôi được. Bà đừng có giỡn mặt. Tôi là tôi xin hát tới nơi quán bar của Chi Phương Trinh đó. Bà giỡn mặt cho tôi đi.
Theo. Tôi nói cho nghe vậy nè, bởi vì bên đây đó người ta thế hệ mới dữ lắm, ca giật tóc móc mắt trời đất cũng làm dữ lắm. Mình nè làm... nè bà tin tôi đi nè, Paris by night sắp mời tôi rồi đó má. Phải rồi, sắp tàu văn lai sắp mời tôi qua là ủi đồ cho đúng nghệ sĩ rồi đó bà nội. Rồi bà đừng có giỡn mặt à, à. Đúng rồi. Bà cho tụi tôi theo đi, bà cứ ca kiểu nào tụi tôi theo kiểu bà đó. Bà ca thử đi bà coi coi tôi đu không? Phải đu theo chứ. Trời ơi, sao tôi rầu quá, cái cặp này qua đây báo tôi quá vậy nè trời. Báo gì, bà làm như bà đẹp lắm như trời đó cơ. Giờ giúp được không, đừng làm mất mặt tôi nha. Bà làm cái đi, làm như bà đẹp lắm, hai bông để đi coi. Thôi được rồi. Ăn bận bông không. Tự nhiên là quẹo bông là quẹo xuống tới đây là sao? Đại đi, đại đi, đại đi. Đại đi. Đại đi, ca đại đi. Được không? Hết giờ. Au. Trời đất ơi, thôi hai má thoát y vậy trời. Thôi nha, lột tới đó thôi nha, đừng lột thêm nha. Để người ta yên nha mấy má. Vô. Biển cương lá rơi thu hà em ơi, đường dài mịt mùng em không đến nơi. Trời đất ơi, gì vậy? Mây nước toàn cơn lửa binh, hết kê chuyện chung tình, khóc than riêng em một mình. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường thỏ tiền, nên võ đông sơ đành chia tay vĩnh viễn bạch thu. Bán tình nỗi buồn ngoài đôi chờ, mãi gọi tên anh trong những chiều sương lạnh, khi cánh nhạn bay về cuối nẻo trời xa. Xa 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 thật rồi, xa thật rồi, từng ngày tháng dần trôi. Anh ơi đâu hãy mau về đây, I love you. Đời vô nghĩa khi mình xa nhau. Oh yeah. Bông xanh bông trắng rồi lại vàng. Trời bông ơi, cái gì vậy má? Ơi bông lê sao bằng bông lụa ơi bạn ơi, răng ơi ai cho rằng bông rồi lại mấy bông. Trời ơi là trời. Hát sướng như vậy biểu tôi dắt đi đặng tôi nó đậu giải ăn chi đi trời. Bà hát bà làm nghĩ gì? Sao ông nghĩ sao? Thôi ông thì tôi tạm cho là được đi, còn bà Michael nó có cái đó nó bụng nó phạt phạt. Bà có không mà bà cũng phạt phạt. Là sao? Không phải. Tôi già rồi nó mềm quá tôi sợ nó rớt. Đã rớt rồi thôi ta túm lại mẹ rớt còn hiu không hà. Rồi bà làm mạnh quá nó bung ra ai hốt má. Một mình bả xong tôi mới thò vô chứ hai cái nó văng ra cùng một lượt à chắc chết. Tôi chán bà thiệt á. Thôi đi trời ơi là trời. Thôi mấy cha mấy mẹ ơi. Thôi lụm đồ vô. Live show của Phi Nhung tôi mời hai bà đi mua, có mua vé câu live show. Về tập vợt cho đàng hoàng rồi lần sau qua diễn lại mấy má ơi. Rồi bây giờ nhóm nhạc ba con chó xin cáo biệt bà con luôn biết. Dạ. Tập múa cho lần sau không có tấm nữa rồi ra ca. Đi vô. Lẹ đi. Đi cũng cho mượn hai cái áo lá cạo gió nghe.